phần tiếp theo của chúng ta sẽ liên quan tới hoàn thành đoạn văn đúng không ạ? Hoàn thành đoạn văn thì các bạn sẽ technique của chúng ta sẽ như là hoàn thành câu văn thôi. Và quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là các bạn phải vẫn phải phân tích được câu này, vẫn phải biết được chiều hướng ý nghĩa của nó như thế nào để các bạn có thể đánh giá được dấu ba chấm đó nó là cái gì để các bạn lựa chọn phương án đúng đúng không ạ? Nào chúng ta sẽ tiếp tục với cái đoạn văn của chúng ta hôm nay nhá. Nào, đoạn văn của chúng ta hôm nay thì là một cái gì nhỉ? Nó liên quan đến là keeping your distance đúng không ạ? tức là gì ạ, tức là nó liên quan tới gọi là personal space, có nghĩa rằng là cái khoảng cách giữa gì nhỉ, giữa người này với người kia, đúng không ạ, đứng gần hay là đứng xa, đúng không ạ, đứng gần hay đứng xa, rồi là gì ạ, rồi là, ờ, uh, yeah, rồi là cái tác dụng của nó, rồi cái, cái, cái tác hại của nó, kiểu kiểu như vậy, và gì ạ, và nó sẽ nói về cái, cái gọi là gì ạ, hãy giữ khoảng cách, đúng không ạ, hãy giữ khoảng cách, giống như vậy, ok, nào chúng ta hãy đi, uh, chắc, cái quen này các bạn cũng làm rồi, đúng không ạ, và bây giờ chúng ta sẽ đi chữa từng cái câu một xem là nó như nào các bạn nhá, nào, chúng ta sẽ đi vào câu đầu tiên. Nào, question one này. Personal space is the term that refer the distance we like to keep between ourselves and the other people. Thì là gì ạ? Personal space là một cái thuật ngữ mà nó ám chỉ cái khoảng cách mà chúng ta muốn gì ạ? Giữ, uh, giữ, 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 khoảng cách đúng không ạ? Giữa, 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 giữa con người với nhau. Ok, thì chúng ta gì nhỉ chúng ta sẽ là gì nhỉ? sẽ xem rằng là à, đám chỉ thì họ dùng gì nhỉ? refer gì nhỉ đi lên lên với giới từ gì nhỉ đó là refer to ok và các bạn biết rằng là cái dạng đó là dạng điền giới từ thì rất là phổ biến ở trong cái dạng bài này điền giới từ là rất là phổ biến và các bạn hãy cố gắng các bạn nhớ câu là gì đó là cái uh, đó là một thuật ngữ nó refer to cái gì gì đó nó là một thuật ngữ refer to là 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 ok chứ các bạn đừng có nhớ một cách máy móc là refer phải đi liền với giới từ to mà các bạn có nhớ một câu là gì? Đó là một cái thuật ngữ mà nó refer to the space The distance we like to keep between ourselves and the others Refer to gì đó đúng không? Refer to cái gì đó Ok, các bạn nhá Nào, chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi số 2 Câu hỏi số 2 là When we do not know well gets too close we usually begin to feel uncomfortable Now vậy thì chủ ngữ của nó là gì nhỉ? Khi mà We do not know well, đúng không ạ? Đây là một mệnh đề bổ nghĩa cho cái dấu ba chấm này. Mà, mà chúng ta không biết rõ, đúng không ạ? OK. Thì đấy chúng ta có gì? Bốn, bốn người này rất là gì rồi. Cái người mà chúng ta không biết rõ, họ, họ gì ạ? Họ đến quá gần chúng ta. Dạ, yeah, OK. Thì là gì ạ? Thì là chúng ta thường là cảm thấy, bắt đầu là cảm thấy không thoải mái, bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Vậy thì gì vậy? Vậy thì các bạn sẽ phải chọn xem là gì vậy thì nó là nó là anyone nobody hay là people đúng không? No, no, nobody là loại rồi đúng không ạ? À, anyone uh, yeah, yeah. thì ở đây các bạn sẽ xem rằng là gì ạ? À, động từ nó là động từ guess nên là ở đây nó chỉ là một cái nó mang ý nghĩa số ít thôi đúng không ạ? À, ai đó đúng không? có ai đó mà chúng ta không biết rõ mà đến gần chúng ta đúng không? ạ thì thứ ai đó nó sẽ là gì từ gì nhỉ? từ someone people nó là số nhiều rồi. Là nó sẽ không đi liền với cái động từ này đúng không ạ? nên các bạn phải lựa chọn đó là phương án c nó xong rồi ok nào nào tiếp theo nào đó là if the business colleges can closer than the gì đó the most common response is to move đó có nghĩa là ở đây nó chỉ chi tiết ở cái trên thôi đúng không ạ đó là những ai ai mà lạ mà đến gần nó sẽ không cảm thấy thoải mái đúng không ạ và diện dạ, nếu như một cái business college mà họ 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 tiến gần chúng ta quá 1,2 mét đúng không ạ thì cái phản ứng thông thường là gì ạ chúng ta sẽ có có cái phản ứng là gì nhỉ là tránh xa ra đúng không thì là move gì nhỉ các bạn nhỉ? Move a, away, move away. Có, có phản ứng là move away đúng không ạ? Khi mà người ta closer đúng không ạ? Uh, họ 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 gì nhỉ? Họ closer than 1.2 meter đúng không ạ? Ok các bạn nhá. Nào ta tiếp tục từ câu tiếp theo. Some interesting gì đó have been done in library. If stranger came to close, many people get up and leave building. Da, da, Okay. Now, một vài các cái a rất là thú vị đã được uh, triển khai ở trong cái thư viện và nếu như một cái người lạ mà đến quá gần thì rất là nhiều người có họ sẽ họ sẽ có xu hướng là gì đứng lên và đi ra ngoài đúng không ạ nên là chúng ta sẽ xem rằng là vậy thì với ờ uh, dạ, những người lạ đến gần đúng không ạ thì chúng ta nên đưa ngoài này thì các bạn biết là một vài những cái gì nó nó đã được thì nó được triển khai ở thư viện thì chắc là một vài những cái cuộc khảo sát một vài những cái nghiên cứu hoặc cuộc khảo sát thì đó tương tự như thế thì các bạn sẽ nhìn vào bốn phương án đó là survey này rồi là gì ạ? questionnaire research hoặc là study thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? là interesting cái gì thì các bạn nhớ là gì ạ? à cái từ study này đi rất hay đi liền với từ done có nghĩa là một cái một cái gì nhỉ một cái như gọi là một cái nghiên cứu hoặc một cái nghiên cứu rất là thú vị đã được thực hiện ở đâu đó thì các bạn sẽ dùng từ là study chứ là không dùng từ research các bạn nhá nên là dùng từ là study tức là một một cái gì ạ một cái nghiên cứu ok yeah. uh, còn từ research nó lại nó lại ít khi đi liền với cái từ là have been done đúng không? have been done ok các bạn nhé nên là cái các bạn sẽ lựa chọn phương án là study yeah, ok nào câu hỏi số 5 của chúng ta sẽ là gì nhỉ uh, mọi người sử dụng newspaper mọi người sử dụng cái tờ báo yeah. uh, một cái barrier tức là một cái chắn đúng không ạ một cái chắn giữa họ với những người khác và nếu như họ không gì đó họ dùng cái tờ báo chắc là như là một cái một cái lá chắn đúng không ạ nhưng mà là lá chắn giữa họ và người khác thì là chúng ta sẽ phải dùng từ gì nhỉ use something và các bạn sẽ là dùng phương án gì nhỉ use something as something có nghĩa là sử dụng cái gì đó như là một cái gì đó chứ các bạn sẽ không dùng cái gì like nhé là sử dụng thì nó đi liền với gì nhỉ với từ đó từ as use something as something có nghĩa là sử dụng cái gì đó như là cái gì đó đúng không ạ ok các bạn nhé là chúng ta sẽ tiếp tục với bài tiếp theo. ạ, yeah, bài tiếp theo của chúng ta sẽ liên quan tới việc là đọc hiểu đúng không ạ? Và chắc chắn là rất nhiều bạn sẽ rất là khó khăn, rất là cảm thấy uh, lo sợ với bài đọc hiểu. Nhưng các bạn nhớ rằng là bài đọc hiểu chúng ta chỉ cần chắc các kỹ thuật scanning, các kỹ thuật skimming là chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể làm đúng được. Và thầy và các em sẽ cùng rèn rũi kỹ thuật này ở trong từng cái bài đọc hiểu một. ạ, yeah, và sau, uh, hy vọng rằng là sau 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 15 cái đề của chúng ta là chúng ta có thể chắc hai kỹ thuật này để chúng ta có thể làm bài đúng đúng không ạ? Ok. Nào chúng ta thử đầu uh, chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ chữa bài này để xem rằng là Cái kỹ thuật đó được ứng dụng như thế nào các bạn nhé Nào, chúng ta sẽ có một cái bài văn như này. Ok. Cái bài văn này là cái bài văn nói về gì ạ? Nói về cái việc writing tức là văn viết đúng không ạ? À, so với với văn nói đúng không ạ? Writing và gọi là speech, uh, spoken, ok, uh, language. Ok. Nào uh, thì các bạn sẽ gì ạ? Các bạn sẽ đi với từng câu hỏi một. Câu hỏi số 1 của chúng ta sẽ là gì ạ? we sometimes think writing as more rather than speech because uh, thì là gì nhỉ? Thì là chúng ta thường nghĩ rằng là uh, yeah, thường là gì? Writing thì gì? as more real than speech tức là gì? Uh, yeah, writing thì gì? Nó, nó real hơn là speech uh, Writing, văn nói thì nó sẽ à, văn viết thì nó sẽ gì nhỉ? thực tế hơn là văn, văn nói đúng không ạ? Bởi vì, bởi vì, bởi vì thì các bạn nhớ rằng là chúng ta sẽ phải như nào nhỉ? Các bạn sẽ phải scan này sẽ là keyword này các bạn phải scan này sau đó phải tìm ra locate được tức là locate được định vị được đúng không ạ định vị được cái chỗ mà các bạn sẽ phải tìm thông tin vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay là có một câu đó là gì đây? because writing has become so important in our culture we something think is as more real than speech thì các bạn đang biết ngay là có có một công cụ là gì sometimes think of writing as more real than speech các bạn locate ngay được câu này và các bạn chỉ cần gì nhỉ chỉ cần là xem rằng là because writing này này nó trùng với cái nào ở dưới là được đúng không ạ và các bạn biết là nó trùng với phương án đó là phương án c đúng không ạ đó là gì ạ writing tức là ít này has become là has become này so important thì bằng với very important này ít now cao này cái này là khá là dễ nhận biết đúng không ạ đó là phương án c là phương án chính xác chúng ta áp dụng cái kỹ thuật đó là đó là cái kỹ thuật gì ạ scanning và so sánh ạ và so sánh ạ ok ok các bạn nhá nào chúng ta sẽ gì ạ? tiếp tục với câu tiếp theo rồi tiếp theo chúng ta là gì? The author of the passage argued that. À uh, yeah, tức là gì nhỉ? Tức là cái tác giả của bài viết này người ta sẽ tranh luận uh, rằng gì đúng không ạ? Người ta tranh, tranh 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 luận cái cái gì đúng không? Có nghĩa là cái gần như là cái quan điểm Cái thái độ của người ta là gì đúng không ạ? Thì các bạn gì nhỉ? Các bạn sẽ cũng phải uh, các bạn cũng sẽ phải xem rằng là à vậy thì cái keyword của bốn cái này nó nằm ở chỗ nào đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó nằm ngay ở cái đoạn ở ở cái đoạn cuối đúng không ạ? Thì là gì nhỉ? Thì 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 các bạn sẽ bắt đầu chúng ta sẽ so sánh các bạn sẽ bắt đầu các bạn sẽ so sánh cái đoạn cuối này với bốn cái thông tin này sẽ là bốn thông tin này, thông tin nào là cái thông tin và gì ạ? Nó diễn đạt được cái đoạn kết luận này, cái đoạn cái cái đoạn mà người ta argue này, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ gì nhỉ? Các bạn sẽ lựa chọn phương án gì ạ? Nhỉ? ví dụ như là gì nhỉ? Nào, chúng ta sẽ đọc đoạn này nhá. Bắt buộc các bạn phải đọc lướt cả cái đoạn này thì các bạn mới làm được những cái câu hỏi mà rằng mang mang ý nghĩa là gì nhỉ? Đó là cái tác giả nó tranh luận về cái vấn đề gì đúng không ạ? Tranh luận rằng là như thế nào. Ok nhá đó là gì ạ? đó là khi mà cái uh, writing nó develop đúng không ạ? nó phát triển, vậy yeah, thì nó drive from the reference speed này although it's imperfect uh, even today there is more yeah, furthermore we all learn that we all learn to talk well before we learn to write. tức là chúng ta đều học gì ạ? học nói tốt trước khi chúng ta học viết. có nghĩa rằng là gì ạ? có nghĩa rằng là nó đồng nghĩa ngay với cùng là gì ạ? đó là speed thì nó bằng gì nhỉ? nó bằng là gì ạ? nó bằng là learn to talk well thì nó bằng với là gì ạ? speech đúng không ạ? ok rồi là gì ạ? rồi là uh, learn to write thì nó đồng nghĩa với gì nhỉ? với là gì ạ? Uh, yeah. với 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 gọi là gì nhỉ? với gọi là writing đúng không ạ? Yeah, ok nên là các bạn như là chúng ta học nói trước khi là chúng ta học viết thì chúng ta sẽ thấy rằng là học viết à học nói nó sẽ basic hơn tức là nó sẽ học trước Basic hơn tức là trước, tức là cơ bản hơn tức là trước. Nhạ? Nên là nó sẽ đồng nghĩa với từ before này. Nhạ? Nên là cái bài phần phần này các bạn phải lựa chọn phương án là phần A đúng không ạ? Đó là speech is more basic to language, basic to language. Vì sao? Nó được học before, học đọc trước. thì nó nó basic hơn. Ví dụ như là gì ạ? Các bạn học tiếng Anh thì các bạn học, cái gì mà basic hơn? Các bạn phải học trước kiểu như vậy, đúng không ạ? Nên là cái này các bạn sẽ phải lựa chọn phương án đó là phương án A. Speech is more basic to language than writing than writing. Ok. Nào chúng ta tiếp tục với câu hỏi tiếp theo nha. Câu hỏi tiếp theo thật là gì ạ? Thì là according to the passage writing như nào đó. Cái câu câu này là một câu khá là khó. Khi các bạn gì nhỉ? Khi các bạn scan từ khóa ở trong câu hỏi nó là cái từ writing thôi. Nên là gì? Ạ? Nên nó là bây giờ quan trọng nhất là bây giờ cái cái câu cái câu hỏi này nó không có nhiều từ để chúng ta scan ví dụ scan ở mỗi từ writing thì các bạn sẽ phải scan bốn cái phương án này. Các bạn scan bốn 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 phương án này. Các bạn sẽ xem rằng là gì? Ạ? Speech ở ở đâu này? Prison speech ở đâu này? rồi là gì imperfect, những cái từ imperfect, những cái từ perfect này ở, ở đâu. Yeah. thì các bạn sẽ có thể gì nhỉ. các bạn có thể locate được cái đoạn như này. Yeah. đó là gì ạ ví dụ perfect nó nằm ở đây này. perfect này này. nằm ở đây này. writing đúng không ạ rồi speaking thì nó sẽ nằm ở cái đoạn này. vậy thì chúng ta sẽ xử xem rằng là writing nó như nào đúng không ạ. thì các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ các bạn sẽ thấy rằng là nó có một đoạn là gì ạ đó là. Ah. À. even today. Many who speak language with writing system never learn to read or write. Có nghĩa rằng là thậm chí hiện nay thì những cái người rất là nhiều người mà nói là nói cái gì đấy, thì họ gì nhỉ? thì họ không học gì ạ, không học đọc và họ là viết. Tức là họ không học viết. Tức là những người mà nói thì họ lại lại lại, lại là họ chưa bao giờ học viết. Yeah. Còn gì nhỉ? Một số người mà học viết, tức là cái 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 này này là those skill tức là học viết đấy, thì là gì nhỉ? thì họ lại do so only imperfect tức là gì họ nói thì, thì khá là kém đúng không yeah. nên là chúng ta sẽ xem rằng là vậy thì gì nhỉ nó trùng với cái nào ví dụ ví dụ này nhá cái này nó sẽ trùng lên này đó là some uh, some who learn the the of those skill thì nó sẽ trùng với ngay cái từ writing nó chính là trùng với nó từ writing các bạn ạ trùng từ writing đó là those skill tức là gì read or write nghĩa là writing yeah, ok và gì nhỉ? Và do so only imperfect thì là gì ạ? thì là do so imperfectly im thì nó có nghĩa là not ừ, nó bằng nghĩa với từ not đúng không ạ? vậy thì gì ạ? chúng ta sẽ phải lựa chọn một cái phương án nào đó mà nó có từ not yeah ok và các bạn sẽ lựa chọn phương án b uh, các bạn nhớ nhé writing này thì đồng nghĩa với gì nhỉ đồng nghĩa với là uh, learn the skill này people uh, yeah, many some some who learn gì đấy do so có nghĩa rằng là gì ạ? có nghĩa rằng là represent speech đúng không ạ represent speech còn gì ạ còn là cái cụm là do so only imperfect thì đồng nghĩa với gì ạ but not perfectly ok và đôi khi là chúng ta sẽ phải được đối chiếu từng loại thông tin nó một nên là cái 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 câu này là một câu khá là khó khá là trúc chắc ok nên là đòi hỏi các bạn phải xác định được đúng là cái cụm là those skill nó chính là writing thì các bạn mới là do sâu so, là do sâu so là cái gì do sâu so nó chính là gì ạ Nó chính là cái này và cuối cùng ạ thì so sánh đúng là gì ạ đó là gì nhỉ? Đó là only imperfect đúng không ạ? Và not gì nhỉ? Uh, not perfectly là chúng ta có thể lựa chọn phương án chính xác. Ok các bạn nhá. Nên là cái câu này là cái câu mà chúng ta sẽ phải rất là khó, rất là tinh ý để chúng ta có thể xác định được đâu là cụm đồng nghĩa, đâu là cụm đồng nghĩa. Ok các bạn nhá. Nào, chúng ta tiếp tục với câu hỏi tiếp theo. À, câu hỏi tiếp theo của chúng ta sẽ là normal human beings thế nào đó đúng không ạ? Và các bạn sẽ có một cái cụm để chúng ta scan, đó là normal human beings. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có gì? Đó là normal human being này nhưng cái cung của nó là gì cannot be prevented from doing so tức là không tránh khỏi cái việc làm điều này không tránh khỏi việc làm điều này vậy điều này là điều gì đúng không ạ? Các bạn lại phải lần ở ở trên. bạn lại phải lần ở trên. Đúng không ạ? Là gì nhỉ? Các bạn lại có một câu là gì we all learn to talk well before we learn to write. Dạ yeah, và chúng ta sẽ thấy là cái cái phương án đúng và sẽ là, là phương án D luôn. learn to talk before learning to write. Có nghĩa là ở đây quan trọng nhất là bạn phải xem là cái doing so ấy là cái gì doing so nó là cái gì doing so nó chính là cái ở cái ở trên này thì bạn phải đọc cả, đọc cả cái phần trên nữa đúng không? nên là nên nên là cái, cái câu chúng ta ví dụ như là gì, chúng ta đều học nó trước khi học viết này và mỗi và và bất kỳ một cái đứa trẻ nào mà như nào đó và và những cái người bình thường thì không phải tránh khỏi điều này tức là tránh khỏi cái điều trên này thôi nên là bạn phải đọc cái câu cả cái, cái câu đấy suy luận doing sâu so, chính là cái điều trên thì bạn mới lựa chọn là đây là phần chính xác ok các bạn nhé nào chúng ta tiếp tục tiếp tục với câu hỏi tiếp theo nha. Câu hỏi tiếp theo đó là learning to write is. Bây giờ các bạn sẽ phải scan đúng cho thầy xem là vậy thì learning to write nó nằm ở chỗ nào ạ? Những cụm nào? Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có một cái gọi là gì ạ? Cái gọi là như này. learning to write thì nó nằm ở ngay cuối này. Learning to write này. learn to write này. Learn to write nó sẽ nằm chỗ này này. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà nhưng mà learn to write ở chỗ này thì nó sẽ không không như là khó hay là dễ, nó không ám chỉ một cái gì cả. Đúng không ạ? nhưng mà ở cái câu cuối cùng này thì cái cụm là learn to write này nó là gì ạ? On the other hand, it takes a special effort. It takes special effort có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là nó cần phải có một cái sự cố gắng rất là đặc biệt. Tức là nó cần phải um, cần phải có một sự nỗ lực đặc biệt thì mới học nó được mới học viết được đúng không ạ? Thì các bạn biết là nào uh, nếu mà cần một sự cố gắng đặc biệt thì nó gì nhỉ? Nó sẽ là not easy tức là nó không dễ dàng. Ok, tại vì nó, nó cần có sự cố gắng đặc biệt đúng không ạ? Nên nên cái này con phải suy luận đúng không ạ? À, xem rằng là à vậy thì it takes a special effort thì đồng nghĩa với bốn phương án nào trong bốn phương án này? các bạn Thì các bạn chỉ lựa chọn phương án đó là phương án C thôi, đó là phương án not easy là phương án chính xác. Ok các bạn nhé Nào các bạn tiếp tục với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta sẽ là gì? In order to show that learning to write require effort, the author give example of. Thì các bạn sẽ phải chọn đúng cái từ khóa của chúng ta là gì nhỉ? Learning to write require effort. Learning to write effort. C cái, cái cụm này là cùng kỳ nhất của chúng ta này. Và khi mà các bạn mà scan ở trên ấy, thì nó sẽ được đúng cái đoạn là này. Đây ạ. <laughs> It takes the special effort to learn to write. Đây là một, một, một cái câu đúng với cái từ khóa này đúng không ạ? Và give example of thì đồng nghĩa việc là bạn phải đọc câu sau. Yeah, thì các bạn sẽ thấy thấy ngay rằng là gì ạ? In the past, many intelligent and useful members of society. Đúng không ạ? Thì nó đồng nghĩa ngay với gì nhỉ? <laughs> Đó là intelligent people who couldn't write. Yeah, ok. Có nghĩa rằng là gì? Là couldn't write là gì nhỉ? À, tại, tại sao đồng nghĩa là intelligent people thì là intelligent member of society đồng nghĩa rồi nhá. Did not acquire the skill. Tức là không acquire the skill. Tức là không có kỹ năng đó. Thì nó bằng với gì nhỉ? Couldn't write. Tức là không có kỹ năng đó. Tức là gì? Không thể. Không thể làm được điều đó đúng không ạ? Thì là couldn't write. Thì bằng với là did not acquire the skill. Ok vậy hai cái này là hai cái hoàn toàn trùng khớp với nhau. các bạn sẽ lựa chọn đúng không ạ. có nghĩa rằng là hãy so sánh từng thành phần thông tin một. chứ các bạn đừng nghĩ rằng là chúng ta phải dịch cả cái câu đó ra. thì các bạn mới có thể làm được phương án đúng. các bạn hãy cứ so sánh từng cái một, từng cụm một, cái cụm, cụm nào mà trùng, trùng hết rồi. chọn này là đúng. ok các bạn nhá. nào chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi tiếp theo. câu hỏi tiếp theo của chúng ta sẽ là gì in the author judgment theo đánh giá của người, 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 người biết, đúng không ạ. tác giả thì như thế nào thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ là nằm ở cái đoạn đoạn là cuối đúng không ạ? Và đoạn cuối này thì nếu như mà nó gọi là đánh giá của tác giả về cái đoạn này như nào thì buộc lòng chúng ta sẽ phải gì ạ? Chúng ta sẽ phải đọc cả cái đoạn đó thì các bạn mới suy luận ra được thái độ. Cái dạng câu hỏi mà suy luận thái độ đó nó là một câu hỏi mà mà đòi hỏi bạn phải gì nhỉ? Các bạn phải đọc lướt cả cái đoạn đúng không ạ? Và xem là người ta đồng tình hay không đồng tình hay là người ta nói một cái ý như nào giống kiểu là tìm chủ đề Nó tìm chủ đề nhưng mà chủ đề và thái độ đúng không ạ? Của người ta như nào? nào bây giờ các bạn sẽ thử xem rằng là gì nó sẽ như nào nha nào dạ uh, yeah, cái cái đoạn cuối này là gì nhỉ các bạn có đoạn này one advantage writing has over speech is một nhờ, một cái gì nhỉ một cái điểm uh, có lợi của cái việc uh, của của viết mà dạ yeah, của của cái văn viết nó có mà gì mà ưu việt hơn là cái văn nói ấy, là là nó như nhỏ đấy vì vậy mà nếu như mà nếu như vậy, nói nó làm cho chúng ta uh, yeah, nó make us human tức là gì nhỉ tức là con người chúng ta bắt đầu bằng văn nói đúng không ạ <laughs> nên là gì nó nó tạo cho chúng ta trở thành một cái người uh, hoàn, thỉnh, hoàn chỉnh hoàn chỉnh như một đứa trẻ học nói đúng không ạ thì văn viết này nó làm cho chúng ta gì đó là có cái sự uh, văn minh kết nối với xã hội nhiều hơn vậy thì chắc chắn rằng là nó sẽ là gì không phủ nhận cái tầm quan trọng của văn nói và văn viết văn nói và văn viết nên là, gì? nên là ở đây các bạn sẽ phải xem rằng là cái, cái ý nào mà nó không phủ nhận cái tầm quan trọng của văn nói và văn biết và nó ngang ngang như nhau nói và biết nó ngang ngang như nhau thì các bạn sẽ thấy rằng là a à, nó có phương án đó là phương án d đó là nói thì essential nhưng viết cũng có những cái benefit quan trọng thì nó ở đây là nó gần như nó balance tức là nó gì nó khá là cân bằng giữa văn nói và văn viết đúng không ạ nên là các bạn sẽ lựa chọn phương án d là phương án đúng có nghĩa gần như chúng ta sẽ xem rằng là Vậy thì cái thái độ người nói Thì người ta thường nhá Thường hỏi về những cái cái như kiểu là gì Đồng ý hay không đồng ý này Bất đồng về quan điểm nào này Nên các bạn sẽ thử xem rằng là gì Vậy thì cái nào nó mang tính chất là à, Ngược nghĩa đúng không ạ Đồng nghĩa Đồng chiều hướng ý nghĩa Hoặc là nó balance Tức là nó gì Nó cân bằng Mà các bạn chỉ cần lựa chọn bốn phương án là sao 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 gì là gì nó, nó ngược nghĩa nó đồng nghĩa là nó cân bằng đúng không ạ ok và các bạn chỉ cần tưởng tượng ra cái chiều hướng đấy là có thể là các bạn sẽ lựa chọn hơn đúng được OK các bạn nhé. Nếu mà với cái dạng nó là dạng gì? thái độ hoặc là đánh giá người viết như này. OK các bạn nhé. Nào, chúng ta sẽ tiếp tục. với coi tiếp theo. Cái từ advantage in the last paragraph mostly close mean. Cái từ advantage thì đồng nghĩa với từ gì? Advantage thì đồng nghĩa với từ gì? Thì các bạn, các bạn sẽ thấy rằng là gì? Đó là một cái advantage của writing mà uh, uh, mà cái writing nó có uh, yeah, mà ưu việt hơn là cái speech là nó gì ạ? nó lâu bền hơn nó vững bền hơn nó lâu dài hơn nó lưu trữ là lâu dài hơn thì chắc chắn là gì ạ? chắc chắn là nó nó một trong những cái lợi ích rồi lợi ích rồi thì bốn cái từ này từ nào mang cái lợi ích ạ? đó là từ benefit có nghĩa là lợi ích ạ. thế các bạn phải là lợi ích đúng không ạ đồng nghĩa với từ advantage đúng không ạ ok các bạn nhé